Giang đây. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu nhanh với các bạn về bộ pin mới của Energia, gồm có 3 cái mẫu, đó là mẫu 10.000 mAh, 7.000 mAh và 6.000 mAh. Thì đây là đều là những cái mẫu mà có hỗ trợ nguồn ra rất là cao. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái Intera 6000i. Thì cái Intera 6000i này nó có tích hợp cái cổng Lightning, cũng như là nó có cái thiết kế rất là mỏng và nhỏ gọn. Thì ở đây nó có phát sạc 2A input, là chúng ta có thể sạc nhanh vào cho nó. Và cái nguồn ra của nó khá là cao, là 5V 2.4A với cái cổng ra này. Thì cái sản phẩm này sử dụng trực tiếp cho cái những cái sản phẩm của Apple đều có thể sử dụng rất là nhanh. Đây cũng đã có recharge up to 2 times faster. Thì các bạn có thể sử dụng cái này sạc vô cho nó rất là nhanh và chúng ta cầm đi. Đây là ở bên trong thì nó sẽ có một cái miếng keo nó dán. Đó, các bạn thấy không? Đây là cái cục pin ở bên trong và kích thước của nó cũng khá là nhỏ gọn, thì nó nhỏ hơn cái iPhone 6 lớn một tí và các bạn có thể cầm đi rất là dễ dàng. Các bạn có thể kẹp vào cái iPhone. Nó lớn hơn cái iPhone 6 và iPhone 7 chút xíu. Đây là cái 6000 mAh. Cái cục kế tiếp mà mình giới thiệu đó là cái cục 7000 mAh. Thì 7000 mAh là một trong những cái cục rất là tốt mà mình muốn giới thiệu và nhấn mạnh với các bạn. Mức giá của nó vào khoảng 1.2 triệu, trong khi cái 6000 cũng 1.2 triệu, nhưng mà cái 1.2 triệu với cái 7000 mAh lại có sử dụng rất là nhiều cổng khác nhau. Thì các bạn thấy ở đây chúng ta có một cổng USB-C, một cổng Lightning để hỗ trợ và sạc cho những thiết bị, gần như là những cái thiết bị mới hiện nay đều có thể sử dụng để sạc được. Ngoài ra nó còn có hai cái cổng USB để chúng ta có thể sạc nhanh ra, có đèn LED để báo. Đây các bạn thấy là có phát sạc 2A nè, 4.2A và 21W max output, có nghĩa là khi mà chúng ta cắm hết tất cả mọi thứ thì nó sẽ ra max lên đến 21W, rất là cao để chúng ta có thể sử dụng với những cái điện thoại hiện nay, hay là thậm chí là sạc máy tính bảng cũng được. Đó, ở bên trong chúng ta có cái hình ảnh của cái cục pin cũng như là những cái công nghệ kèm theo. Các bạn có thể sạc 4 cái điện thoại cùng một lúc, hỗ trợ để chúng ta có thể sạc lại 2 lần, nhanh gấp 2 lần giống như là với cục 6000. Ngoài ra chúng ta còn có thêm những cái chi tiết khác như là tự động điều chỉnh cái cường độ với cái công nghệ là Arm Smart Technology của cái hãng Energia này. Đó, ở đây chúng ta có hai cổng USB port nữa để hỗ trợ cho chúng ta sạc nhanh hơn. Đó, ở đây tất cả những thông tin nó đều có phía trên này hết, đều là hàng chính hãng. Và cuối cùng thì cái cục 10.000 mAh này là cái cục nhấn mạnh mà mình muốn giới thiệu với các bạn. Và các bạn nên mua cái cục này tại vì nó có cái quick charge 3.0 và hỗ trợ sạc nhanh lên đến 4 lần so với cái 6 và 7.000, thì nó có cái dung lượng cao hơn hẳn và hỗ trợ quick charge 3.0. Nó có 5V mà và 9V với dual voltage fast charge input, thì các bạn có thể sử dụng cái này sạc nhanh hơn rất là nhiều so với những cái cục pin hiện nay trên thị trường. Nó có hai màu là màu trắng vàng gold và cái màu đen và màu xanh đen. Đó, nó cũng sẽ có một cái phần mở ra để các bạn xem cái màu trắng của nó, xung quanh nó có viền. Thì cái này nó lớn gần bằng, tương đương với lại cái iPhone 6 Plus nếu mà so về chiều ngang, còn với về chiều rộng thì nó lớn hơn chút xíu. Đó, ở bên trong chúng ta có một số những công nghệ và có cái cổng USB-C nè để các bạn có thể sạc cho nó. Chúng ta có cổng cái cổng USB để các bạn có thể sạc ra ngoài, để các bạn có thể sử dụng những cái dây sạc mà có thể cắm sạc được. Đó, thì cái này là cục màu trắng, còn đây là cục màu đen. Cục màu đen rất là đẹp, mình rất là thích cục màu đen này, mình cũng đang sử dụng một cục. Đó, giới thiệu nhanh gọn với các bạn thôi. Thì các bạn muốn mua những cái cục này, các bạn có thể lên website mymin.vn hoặc là xem cái video, và ở phía bên trên của cái video này có cái phần thông tin của những cái cục pin này. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.